Vàng Tuyến Thủy, số 96D chợ Hàng Cũ, phường Đông Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, chuyên đồ thiết kế kim cương, ruby, đá quý, chế tác có sẵn, chế tác theo mẫu. Các sản phẩm nhẫn, khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, kiềng, cập nhật xu hướng thời trang trong nước và quốc tế. Tuổi vàng, kim cương và các loại đá quý đều có giấy kiểm định chứng nhận nguồn gốc rõ ràng, do đó khách hàng hoàn toàn yên tâm tin tưởng khi đến với Vàng Tuyến Thủy. Để tri ân khách hàng, vào mùng 1 âm lịch hàng tháng, khách hàng đến giao dịch tại Vàng Tuyến Thủy sẽ được ưu đãi giảm giá tiền công. Chương trình được áp dụng với bất kể sản phẩm nào. Cửa hàng có thu mua các sản phẩm mới, sản phẩm đã qua sử dụng với giá ưu đãi nhất. Hiện Vàng Tuyến Thủy nhận đặt hàng trực tiếp online, thanh toán nhanh gọn, an toàn. Hãy tham khảo các mẫu mã được đăng tải trên fanpage Vàng Tuyến Thủy để lựa chọn những thiết kế phù hợp với mình nhất, quý vị nhé!